Này mới mua được một cái bóng đèn thông minh còn cảm biến nữa, giờ phải thay nó lại mấy cái bóng đèn ngu này mới được. Chào mày. Chào bạn. Mày là cái bóng đèn thông minh vậy đúng không? Đúng rồi, tôi là bóng đèn thông minh rất vui được gặp bạn. Chê nha, không vui khi gặp mày nha. Tại mày á mà ông chủ chê tao ngu. Mà cũng phải, ông chủ thay tao cũng đúng, tao già rồi. Mày á, phục vụ ông chủ cho tốt thì mày. Tôi biết rồi, ông đừng lo, tôi là bóng đèn thông minh. Tôi sẽ cố gắng làm hết công lực, hết công sức cho mình luôn. Tôi hứa rằng tôi sẽ làm ông tự hào. Thôi cảm ơn. Cái thằng này nó không respect mình chút nào vậy ta. Mình phải làm tốt hơn cho nó biết mùi mới được. Xong, chị test coi. Hey Alexa, turn off the lights. Đúng nhở? Rồi giờ để coi có cái cảm biến nào. Ôi, đỉnh nhở? Mày khoe phút mới được. Tomorrow. Damn, hôm qua là ngày đầu tiên mình ra mắt ông chủ. Ông chủ test mình làm quá tốt luôn. Hôm nay đi coi mình làm tốt hơn được không? Đó, mày thấy cái phòng nó sáng hơn bình thường không? Rất là đẹp nha, rất là sáng nha. Đó, tại sao mới lắp cái đèn thông minh rồi thấy có cảm biến như nữa. Nó rất tiện lắm nè, coi nè. Hey Alexa, turn off the lights. Đù hay dữ. Ok không? Ok hết luôn á. Bây giờ muốn mở lên sao? Mở lên hả? Tại này nó có cảm biến, mà di chuyển cái nó mở. Nhìn nè. Đỉnh. Ok ha. Hay. Ok, mọi người chơi xuống lấy nước mày lên nha. Mọi người chơi nha. Ok. Hiện đại dữ. Giờ làm gì ta? Đọc sách đi. A few minutes later. Sao trong phòng giờ không thấy chuyển động gì hết vậy ta? Chắc mọi người ra ngoài hết rồi. Tắt đèn tiết kiệm. Ủa? Cái gì vậy? Ê! Cái nè. Ủa? Còn người trong phòng á? Oh shit. Ui, ổng ngồi trong phòng nãy giờ không biết luôn á ta. Thế cho không để ý á. Thế nhìn kỹ lại coi. Sao mới thấy đèn ông tiêu rồi? Chắc là ngoài nữa rồi, tắt đèn tiết kiệm. Cái gì vậy? Đi tắt nữa vậy? Ê! Đây nè! Nani? Mày ngồi nãy giờ sao tao không thấy ta? Ma! Ê! Quay tao đi nè! Ê! Ma! Không lẽ mỗi lần đọc sách là mình không được ngồi yên hả? Hay là... A few minutes later. Ê Phúc, tao đem nước lên. Nani? Mày làm gì vậy? Làm gì đèn nó mới không tắt. What? Tào lao, mày đứng yên đi. Ma thấy chưa? Tomorrow. Damn, hôm qua hơi fail, không sao. Hôm nay nghe nói ông chủ dẫn crew qua. Mình phải ráng không? Xài hết công lực của mình để chứng minh bản thân mình mới được. Đó, còn đây này là phòng của anh. Anh mới lắp một cái đèn thông minh và thêm một cái cảm biến đồ vô nữa. Em thấy sao? Ok ha. Nè, nhìn nè. Hey Alexa, turn off the lights. Wow. Hay không? Xịn quá. Anh làm nó mở lại đi. Cái này anh không ăn cảm biến cái này nè. Em mới còn di chuyển cái nó mở lại. Di chuyển hả? Ừ, thử đi. Ui, có chuyển động quá. Tới giờ mình tỏa sáng rồi. Xài hết công lực. Wow. Xịn quá. Nani? Anh ơi, hả? Nhưng mà cái đèn xịn quá. Làm em bị sốc văn hóa. Anh xịn quá. Rồi, qua đây ngồi nè. Sao, đỡ chưa? Mệt quá, em nghĩ là cái đèn nó vẫn sáng quá, em tắt đi được không? À, tắt đèn hả? Mày đã lấy đi thành công với cửa đút rồi, thầy cái bóng đèn nó đáng vãi. Ok, nên quên tắt đèn cho nha. Ủa, tuyển tắt đèn rồi. Ủa, ông chủ còn trong phòng mà, ông đang di chuyển nè. Lên đèn. Này anh tắt chưa kỹ á, để đây qua tắt lại. Nani? Sao tắt đèn nữa rồi, ông đang trong phòng mà. Được đó. Kìa, rõ ràng ông đang đi vòng vòng trong phòng luôn mà. Ôi nào, ông đang thử mình không ta? Chết rồi, không lặp lại sai lầm như hôm qua được. Từ từ đi kiểm tra lại, chắc này chưa kỹ. Sao vậy? Kỳ vậy ta? Tiền chết đi được á. Đâu vậy?
Chán thiệt đúng không? Tao tưởng mày lại có bóng đèn thông minh lắm. Ôi gì mày ngu hơn bóng đèn ngu nữa. Ông chủ chửi em sao? Ông chủ đã làm em tổn thương và trái tim em đã bị tan vỡ. Em sẽ chết cho ông chủ coi. Đèn bể bóng luôn.